Huỳnh Hà Hữu Hiếu hướng tới giải Đại hội Thể thao Võ thuật Trong nhà châu Á sau SEA Games 32. Chia sẻ sau khi giành tấm huy chương vàng SEA Games 32, võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu đặt mục tiêu tham dự và giành thành tích cao ở Đại hội Thể thao Võ thuật Trong nhà châu Á 2023. Ngày 10 tháng 5, Huỳnh Hà Hữu Hiếu trở thành nhà vô địch SEA Games 32 sau khi đối thủ Lào bỏ cuộc. Trước đó, cô thắng áp đảo võ sĩ Campuchia ở bán kết với tỷ số 30-26. Hữu Hiếu cũng là chủ nhân của tấm huy chương vàng đầu tiên của Pool Khmer Việt Nam tại SEA Games 32. Chia sẻ sau khi giành huy chương vàng, võ sĩ sinh năm 1999 cho biết: "Tôi khá tiếc vì không được đánh trận chung kết. Đó là cơ hội để cọ sát và học hỏi. Tôi cũng chỉ biết đối thủ xin bỏ cuộc khi chuẩn bị lên đài. Dù sao tôi cũng rất vui với tấm huy chương vàng của mình." Huỳnh Hà Hữu Hiếu là võ sĩ được đánh giá cao không chỉ ở Việt Nam mà cả ở Đông Nam Á. Cô có lối chơi ấn tượng và đang tạo dấu ấn ở hạng cân 45kg dành cho nữ. Chia sẻ với báo giới, Hữu Hiếu cho biết: "Mục tiêu tiếp theo của tôi là giải vô địch quốc gia sẽ diễn ra trong tháng 9. Sau đó tôi hy vọng Đại hội Thể thao Võ thuật Trong nhà châu Á 23 sẽ có hạng cân 45kg nữ để được tham dự. Tôi đặt mục tiêu giành thành tích tốt nếu được tham gia. Hạng cân 45kg nữ không có nhiều võ sĩ tham dự ở các giải quốc tế. Tại SEA Games 31 năm 2022, Hữu Hiếu phải đôn cân thi đấu ở hạng cân 48kg nữ và đạt huy chương bạc. Thể chất của nữ võ sĩ này phù hợp nhất với hạng 45kg nữ, nên đây sẽ là sở trường của vận động viên sinh năm 1999 ở các giải quốc tế." Pool Khmer Việt Nam giành 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc trong ngày 10 tháng 5. Tới ngày 11 tháng 5, đội sẽ thi đấu thêm 5 trận chung kết nữa. Trước giải, Pool Khmer Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 huy chương vàng, nên đội đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra.